Và ngồi cạnh tôi lúc này là chị Yến Nhi, là một người mẹ có con đang công tác ở đảo Trường Sa. Chị Nhi ơi, chị ở Đồng Nai đúng không? Con chị công tác ở đảo Trường Sa mà chị có biết là bạn làm ở đảo nào không? Dạ không ạ. Giờ chị nghe cháu nói là cháu xin phép mẹ là cho con đăng ký đi đảo Trường Sa thôi. Bao lâu rồi chị không gặp con? Chắc từ tháng 4 đến giờ. Là cũng một năm rồi. Từ tháng 4 đó. Trước đó thì có bao giờ xa con lâu vậy chưa? Chưa xa ngày nào luôn. Thì lúc đầu thì lo và nhớ lắm. Chị đang lo gì vậy? Ý là chị nghĩ, chị nghĩ là giống như là mình làm phim xong rồi về chị em được đó. Chị yên tâm đi, chỉ ít phút nữa thôi là mình tới ngay cái địa điểm mà con chị công tác luôn. Chắc chắn chị sẽ gặp được con của mình. Chưa gặp con, nhưng chị Nhi có lẽ đã cảm nhận được nắng và gió Trường Sa cùng sự linh thiêng của vùng đất này đã tôi luyện chất thép cho các chiến sĩ, trong đó có cả con trai của chị. Với chị, đây là đồng đội của con, là một phần tổ quốc con ngày đêm bảo vệ. Người mẹ ấy và tất cả chúng tôi không khỏi xúc động khi lần đầu tiên được đứng dưới cờ đỏ sao vàng tung bay trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Dạ, đây là mình là trạm gì ạ? Đơn vị của mình tên gì ạ? Trạm radar 11. Trạm radar 11 ạ. Nãy giờ là chị Nhi đang rất là nóng lòng gặp Duy, không biết là có bạn ở đây không anh ha? Duy đâu, gọi Duy chú. Dạ. Ừ, chẳng sao, đây lên gần củi đúng không? Duy hả? Con nghỉ mẹ ra không? Không, không. Con khỏe không? Khỏe. Nhớ thì nhớ nhưng mà phải để cho con nó làm hết nhiệm vụ. Mình tin tưởng mà được quân đội huấn luyện á, bạn nó trưởng thành lắm, bạn nó quan tâm, bạn nó tình cảm hơn. Ông mẹ với gia đình thì nhiều sức khỏe luôn. Cho nên em về đó. Người mẹ ấy giống như tất cả mọi người mẹ khác. Có những người con đang bảo vệ biên cương và hải đảo, đang bảo vệ biên giới hải đảo. Và tôi thấy có một cái tình cảm vô cùng lắng đọng, một sự chất phác, một sự chân thật. Và khi hai mẹ con gặp nhau thì đó là cái cảm xúc nó vỡ òa lên. Cái tình cảm của người mẹ chiến sĩ đối với chiến sĩ đang đứng ở nơi biên cương hải đảo, nó là một cái cảm xúc tuyệt vời. Và mùa xuân của chúng ta bắt đầu từ đây. Có người nói Trường Sa thì xa lắm, nhưng Trường Sa lại thật gần, bởi Trường Sa luôn trong tim của mỗi chúng ta. Cũng như Duy, lúc nào cũng bé bỏng trong tim của mẹ. Được gặp mẹ giữa Trường Sa, dù ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ để Duy thêm vững tin, làm tròn trách nhiệm của một người chiến sĩ. Với mẹ con chị Nhi, họ hiểu hơn ai hết giá trị thiêng liêng của hai tiếng, hòa bình